Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn quay trở lại với channel của Đỗ Hoàng Sinh nhé. Và trong video ngày hôm nay thì Sinh sẽ cập nhật hình ảnh tiến độ thi công của phân khu thấp tầng bao gồm nhà phố thương mại và biệt thự của dự án Vinhome Grand Park quận 9 nhé. Trước mắt màn hình của anh chị và các bạn đó chính là hình ảnh của công viên 36 hectare, công viên có quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Và đây là địa điểm check-in không thể bỏ lỡ của người dân thành phố Thủ Đức nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Liên kề với công viên 36 hectare, đó chính là phân khu The Manhattan. Phân khu này bao gồm khoảng 500 căn nhà phố thương mại và biệt thự. Nhà phố thương mại có diện tích điển hình là 7x12 và 7x18, xây dựng một trệt 4 lầu và áp mái. Biệt thự ở phân khu này có diện tích từ 200m2 cho đến hơn 350m2, xây dựng một trệt 2 lầu và áp mái. Các mặt ngoài của các căn nhà phố thương mại cũng như là các căn biệt thự ở đây đã được hoàn thiện và bên trong thì sẽ được chủ đầu tư bàn giao thô đến với khách hàng. Phân khu này được dự kiến bàn giao bắt đầu từ tháng 3 năm 2021. Nằm ở giữa của phân khu The Manhattan và phân khu The Manhattan Glory, đó chính là hàng loạt các tiện ích hàng đầu được đầu tư cho đại dự án này, như là bệnh viện VinMed, trường học VinSchool và công viên nội khu. Phân khu The Manhattan Glory nằm trải dài theo bên bờ con sông Tắc và hầu hết các căn nhà phố thương mại cũng như là biệt thự ở đây cũng đã và đang được cất nóc. Cũng tương tự như phân khu The Manhattan thì phân khu The Manhattan Glory cũng được chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong. Phân khu này được dự kiến bàn giao lần lượt vào tháng 5 năm 2021. Như vậy thì chỉ còn khoảng từ 2 đến 4 tháng nữa thôi thì chúng ta có thể thấy một làn sóng đi nhận bàn giao shop house và biệt thự ở khu vực này và bắt đầu hành trình xây dựng một hình ảnh đại đô thị sầm uất bậc nhất của khu Đông Sài Gòn.
Và nếu như anh chị và các bạn nào có nhu cầu quan tâm về những căn nhà phố thương mại cũng như là căn biệt thự ở phân khu The Manhattan cũng như là phân khu The Manhattan Glory thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với Sinh để Sinh có thể chia sẻ thêm những thông tin chi tiết hơn nhé. Tiếp theo thì Sinh sẽ đưa các anh chị và các bạn đến với phân khu Matari Central Point. Phân khu này được tập đoàn Matari mua lại từ chủ đầu tư Vingroup, bao gồm 10 tòa căn hộ chung cư cao cấp. Vị trí của Matari Central Point này nằm ngay giữa trung tâm của dự án và hiện nay thì cũng được chủ đầu tư Matari Home công bố rộng rãi trên thị trường với rất nhiều chính sách hấp dẫn. Và như vậy thì video của Sinh đến đây cũng đã kết thúc. Anh chị và các bạn có thắc mắc hay cần thông tin gì thêm thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất về dự án Vinhome Grand Park quận 9 cũng như là các dự án khác trong khu vực nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.